Xin chào các bạn đã quay trở lại với trang Techna Pin Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu tính năng mới trong Techna 2020. Đó là tính năng Loop Plate. Thì trước khi giới thiệu về Loop Plate thì mình sẽ dựng hình cho chúng ta một vài đối tượng construction object mới, ví dụ Polycurve, kết hợp giữa Polycurve và gì ạ? Đấy. À. Đầu tiên chúng ta vẽ Polycurve trước. Thì chúng ta thấy là chế độ bắt điểm trên Tekla 2020 cũng có sự thay đổi về lệnh truy bắt của chúng ta, cho chúng ta thấy lệnh rõ hơn. Tiếp theo, chúng ta di chuyển lên, thay đổi kích thước. Đấy, thì bây giờ đây là lệnh Toplet kết hợp giữa hai đối tượng đã có sẵn. Hai đối tượng construction object đã có sẵn thì chúng ta sử dụng lệnh still plate, loop plate. Chúng ta chọn một đối tượng, hai đối tượng. Đấy, thì chúng ta sẽ được một đối tượng được sinh ra bởi hai đường sinh, một đường là arc, một đường là polycurve. À, thì trong phần mềm đoạn này thì chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh chia điểm ở trong đây bằng lệnh split. Thì trên lần trước thì chúng ta không chia được, nhưng ở trên phiên bản mới chúng ta có lệnh split để chia đối tượng. Ví dụ đây một đối tượng liền khối, bây giờ chúng ta dùng lệnh split chọn vị trí chia, dùng đối tượng split chọn vị trí chia. Đấy, thì bây giờ ta sẽ được các đối tượng riêng này, ta chia lại nhé. Split này chia được không ạ? Ta chia được split thành được ba đối tượng riêng này. Và một điểm mới nữa trong Tekla 2020 đó là chúng ta có thể trải phẳng. So với phần 29i là chúng ta chưa trải phẳng được, thì trên bản 2020 chúng ta đã trải phẳng được đối tượng. Chúng ta vào mục run report đánh số. Bây giờ chúng ta tạo bản vẽ trải phẳng. Trước khi tạo thì chúng ta nốt thuộc tính trải phẳng của đối tượng trước. Wrap. Ok. Chúng ta tạo bản vẽ. Ta được ba đối tượng bản vẽ, chúng ta Document Manager, chúng ta kiểm tra. Đấy, đây là kích thước của đối tượng sau khi trải phẳng. Đây là kích thước. Đấy, đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai. Đấy, đối tượng thứ ba. Đấy. Hôm nay thì mình giới thiệu tính năng Loop Plate với các bạn trên phiên bản 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.